theo em học đại học á là một lẽ tất nhiên, học xong 12 thì mình lên đại học thôi. Thì theo em thì việc học đại học sẽ giúp cho mình có một tương lai sáng lạng hơn. Học đại học thường là sinh viên tự học là chính, không như cấp 3 là có thầy cô kèm cặp giảng dạy. Em nghĩ cái điều đó là tạo cho sinh viên mình một cái cách tự học, tự lập, tự chủ tốt hơn. Còn có thêm được những kỹ năng của bản thân và những kỹ năng giúp ích cho mình sau này để tìm kiếm một công việc và cũng như là các mối quan hệ ở trong trường.